tiến quân lục chiến nhưng chán tiểu đoàn, nên chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau. Ngài bị tuyên chuyển về tiểu đoàn 2, Tây Hợp mang xe đến đón, khiến tôi mừng thầm. Ít ra cũng có một người bạn cùng khóa ở đơn vị mới thì cũng đỡ bơ vơ. Nghĩ vậy nên tôi đến chào chú Quý Hợp theo đúng quân kỷ. Hắn đưa tay cho tôi bắt, nói cho chính xác là nó hững hờ đưa tay ra cho tôi cầm, rồi chỉ tôi leo lên phía sau xe GMC, trong khi nó ung dung lên cabin ngồi một mình. Đám tàu tưởng gặp phao, hóa ra đụng bọt biển. Đó là lý do tôi không thèm trình diện Trung Quý Hợp theo lệnh của sếp Phúc. Có một cái gì đó gần giống nhau của hai sĩ quan đại đội 4 tiểu đoàn 2 này trong cách đối xử lạnh nhạt với tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại không đi uống rượu, chửi thề, xuống sớm giải sầu, hoặc chịu chơi dọc về Sài Gòn chơi chịu cho bỏ ghét. Sau vài lần thử đạn, nhất là sau trận Bích La Thôn, cả hai đã cho tôi một nụ cười. Khi Hợp lên làm đại đội trưởng đại đội 4 thay anh Phúc thì tôi cũng được hưởng kẻ làm đại đội phó cho Hợp, cùng nhau vui chơi và làm việc cho đơn vị mà không phân biệt trưởng phó. Chính vì sự làm quyền đó mà đã có lần Hợp chửi tôi ngu. Ở Bồng Sơn tập quan Bình Định vào thời điểm năm 1967, du kích rất nhiều và ẩn hiện như ma. Ngay thì lặng, đêm đêm chui tra, phát lo, kêu gọi lính thủy đánh bộ đầu hàng. Nghe mãi nhức đầu soi máu, nên một đêm tôi lựa mấy tay đen đen như tôi để đi bịt miệng mấy tên du kích này, và túm được một tổ tam tam với một AK, một mã tấu và một chị thổi lo. Hí hửng tôi mang lo về khoe, xếp Hợp khen toán phục kích giỏi, cho ghé tay tôi nói nhỏ: "Mày ngu bỏ mẹ, du kích vùng này đông như cỏ dại, nhiệm vụ này đâu phải của mày, lỡ xảy ra chuyện gì thì liệu có đáng không?" Lần đầu gặp nhau tại Đà Nẵng, nó đưa tay cho tôi cầm, khiến tôi ghét nó bao nhiêu, thì lần tại Bồng Sơn, nó chửi tôi ngu, thì tôi lại phục nó bấy nhiêu. Tôi hiểu tấm lòng của cấp chỉ huy, xen lẫn tình bạn bè trong lời hắn xỉ vả tôi: "Mày ngu." Một thời gian ngắn sau, tôi lên coi đại đội. Tuy không còn chung đại đội, nhưng dù hành quân hay về hậu cử, thì ba tên độc thân, Hợp, Chính và tôi đều buồn vui có nhau như anh em một nhà. Rồi Chính tử trận bên Kinh Cái Thia, 31 tháng 12 năm 1967. Tôi bị thương ở Chương Thiện. Hợp tiếp tục cầm súng và sau hạ Lào 719 thì thay thế anh Phúc để trở thành tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Trâu Điên. Không thể kể hết những trận đánh và chiến công của Hợp, vả lại nếu có thì đó là công trạng của cả một tiểu đoàn mà không của riêng ai. Vì thế trong bài vui buồn này tôi sẽ ít đề cập đến tiếng súng chiến trường mà chỉ là tập tịch riêng. Thời gian năm 1973, mỗi khi các tiểu đoàn trưởng về họp tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn thì Hợp đều kẻ phòng ba tìm tôi. Nhưng hắn chỉ im lặng đưa tay cho tôi bắt, và tôi nắm trong đó được một ít tiền lẻ, đủ vài chậu cơm hàng cháo chợ của quán Mù Liến bên bờ phả Tam Giang. Có lúc tôi giả bộ chê: "Sao mày đánh thế?" thì hắn chỉ mỉm cười. Ít nói là bản tính của Hợp, kín tiếng ngậm miệng ngay cả khi mở rộng bàn tay. Những đàn em như Lê Quang Liễn, Trần Quang Dực đều không hay biết gì về việc tiểu đoàn trưởng Trần Văn Hợp đề nghị thăng cấp tiểu tả cho họ. Liễn và Dực tâm sự: "Tụi tôi không hay gì cả, chỉ khi anh ấy gọi lên Bộ Tư lệnh cẳng lon mới biết." Sống chết với nhau nhưng chúng tôi không hề biết tôn giáo của nhau, chẳng chùa mà nhà chúa cũng không. Đời lính tráng chỉ biết theo đạo UU, nhưng cách cho của Hợp có vẻ như làm theo lời khuyên của Thánh Kinh: khi tay phải làm việc thiện, đừng cho tay trái biết. Sáng ngày 19 tháng 3 năm 1975, Hợp và tôi gặp nhau tại bờ biển Nô Nước, lên đến xuôi Nam, chia nhau cối mì tại Vịnh Cam Ranh, rồi về bãi biển Vũng Tàu những ngày cuối tháng 4 năm 75. Chỗ nào thì cũng chỉ gặp nhau lắc đầu, mong sao không còn lui nữa. Những ngày cuối tháng 4 75, trong khi hậu phương Sài Gòn tìm mọi phương tiện để ra biển,
thì tất cả quan lính thi quân lục chiến lái từ bờ biển Vũng Tàu lui về cố thủ tại căn cứ Sóng Thần Thủ Đức, rồi theo lệnh Tông Tông cởi bỏ áo lính và xô để mặc áo tù đi chân đất. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, các tiểu đoàn trưởng họp cùng đại tá tư lệnh phó sư đoàn tại bộ chỉ huy căn cứ Sóng Thần và nhận lệnh trả từ vũ khí. Trời bỗng đổ một cơn mưa trào, họp và tôi dựa lưng nhau chùi nước mắt. Chúng tôi vứt xe jeep lội bộ từ Thủ Đức về Thị Nghè vì gia đình chúng tôi cùng ở trong trại gia binh Cửu Long. Khi đi ngang ngã ba chồng ông Tố, thấy hai bên súng nổ, mấy tên Việt Cộng Bắc Việt phát AK chạy tới chạy lui trên xa lộ, miệng chửi tục: "Đu mẹ, tụi trâu điên còn ngoan cố chống cự." Đang khóc trong lòng mà tôi cũng phải mím môi cười thầm bên tai họp: "Mình thua đàn em rồi." Sau vài tuần ngơ ngáo, 14 tháng 6 năm 1975, chúng tôi cùng rủ nhau vào tù, gấp đủ mặt anh hào, cùng chung một trại lóc chào, không sót một ai, cùng chia nhau trái đắng. Trong buổi lên lớp đầu tiên tại trại lóc chào về đề tài ngụy quân ngụy quyền, giáo viên đã dõng dạc và dứt khoát tuyên bố: "Những cái gọi là trâu điên và cặp ba đầu rằng sẽ bị trừng trị đích đáng." Tôi lại có dịp thúc cù chỏ và ba sườn trâu điên họp nói nhỏ: "Họ muốn xin mày cái ngư bính." Mặt trâu điên họp vẫn tỉnh bơ, quá thật biết không sợ súng, mắt dày như da trâu. Rồi kẻ trước người sau, lưu đài đập bắt, tôi và họp bắt tay từ giả tại trại tù Suối Máu năm 1976 mà không biết đó là lần chia tay sau cùng. Trâu điên Trần Văn Hợp đã bị trừng trị đích đáng như lời tuyên bố của giáo viên. Đời binh nghiệp của Hợp gắn liền với tiểu đoàn Trâu Điên, từ ngày đầu tiên là trung đội trưởng của đại đội trưởng Phúc cho tới khi Hợp là tiểu đoàn trưởng, và những ngày cuối cùng cũng vẫn thuộc quyền lữ đoàn trưởng Nguyễn Xuân Phúc, nên Hợp có những đức tính cần có và đủ của một cấp chỉ huy tác chiến lý tưởng. Trần Văn Hợp chính là bản sao của anh Nguyễn Xuân Phúc. Cấp chỉ huy giỏi thì không có thuộc cấp tôi. Trần Văn Hợp là tiểu đoàn trưởng Trâu Điên cuối cùng và không còn nữa, nhưng vẫn còn mọi sự mến mộ của bạn bè và lòng kính trọng của thuộc cấp thượng cấp. Một thượng cấp trong binh chủng đã nói về Trần Văn Hợp như sau: "Có thể ghét nhưng không một ai có thể khinh thường Hợp được." Dù đã về Thiên Quốc, như các trâu điên trưởng Lê Hằng Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Hợp hay còn nặng nợ với Trần Giang như Đồ Sơn, Ngô Văn Định, tôi xin nghiêng mình kính phục các trâu điên trưởng, những cấp chỉ huy lý tưởng của binh chủng Tây quân lục chiến, những người con yêu quý của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.